Rồi các bạn chú ý lại chỗ cái đoạn code này nha. Hồi nãy thầy code cho các bạn là đi ký hướng nào trước. Đây. Lúc nãy thầy code là đi A bằng 0 đúng trước. Cho nên mình thấy nó có nguyên cả cái lệnh if nằm bên trong. Như vậy, nếu trong trường hợp mà mình code lại khác đi tí xíu ha, thầy viết lại một cái phương trình bậc 1 ở đây là ở cái B đi, hồi nãy là A giờ B, bây giờ mình viết lại tí xíu. Và cái phần nhập thì thầy sử dụng lại cái này, thầy chỉ viết lại từ cái đoạn if trở đi thôi, được không? Như vậy chỗ này lúc nãy thầy if a bằng 0, bây giờ thầy if a không bằng 0, tức là thầy đi cái nhánh sai trước, thầy đi cái nhánh sai trước. Vậy chỗ này thầy code cái sai vào đây. Nếu là chỗ này mình là sai thì thầy sẽ print nghiệm x bằng, mình có thể đưa trực tiếp cái kết quả vô đây hoặc mình tính bên ngoài cũng được. Phải, bạn có thể trừ b nhân 1.0 chia a ngay trong này, được không? Trừ b chia a. Code của chúng ta ở đây là trừ b chia a, nghiệm x bằng phần trăm chấm 2f, đưa trực tiếp cái nghiệm vô đây, không cần tính nghiệm ở ngoài. Và chỗ này chúng ta không cần đến x luôn, được không? Rồi. Nếu như a khác 0 mà sai thì chỗ này là L. Nhưng không mở đóng ngoặc mà mình sẽ làm gì tiếp? Cái nhánh này. If, if tiếp chỗ này luôn. Được chưa? Hai cái if. Nhưng mà một cái là nó lồng hẳn bên trong, một cái là nó nối đuôi. Vậy chỗ này if bé bằng 0 hay khác 0 cũng được. Thôi lỡ mình khác 0 luôn đi. Khác 0 thì cái nhánh này. Rồi các bạn thấy lược đồ khối này cực kỳ lợi hại. Mình cứ đi nhánh nào là mình cứ bám theo nhánh đó mình viết. Mình không cần biết đây là gì luôn. Cực kỳ hay. Rồi, nếu như mình đi cái nhánh là B khác 0 mà đúng. Đây, cái này là B bằng 0. Thì chỗ này có phải là B khác 0 đúng là nó nhảy xuống đây không? B bằng 0 sai, tức là khác 0. Thì chỗ này mình sẽ xuất gì? Vô nghiệm. Vô nghiệm. Chấm phẩy. Còn không, mở ngoặc, đóng ngoặc, chú ý chỗ này nha, cái lệnh if này nó khác cái hồi nãy tí xíu xíu nha. Chỗ này là vô số nghiệm. Nhìn hai đoạn code khác không? Một cái là if hẳn bên trong, một cái là else, else if, else if. Chạy. Mình là B không? Chỗ này gọi cái hàm B. Chạy. Nhập A. Không không. Vô số nghiệm. A bằng 0, B bằng 9. Vô nghiệm. A bằng 6, A bằng 6, B bằng 0, nghiệm bằng 0. A bằng 4,
b bằng 9 trừ 2.25, hai đoạn code giống nhau, đều là cùng mục đích, nhưng mà mình code nó khác khác nhau tí xíu. Đó, thầy sẽ bỏ cái này đi, bây giờ không cần chú thích nữa. Giỏi rồi ha, giỏi chưa? Giỏi rồi. Chỗ này mình viết cho nó gọn lại tí. Rồi, đây là code của chúng ta, cả hai. Các bạn nhìn, các bạn so sánh giúp thầy. Hai cách viết if cùng một bài toán, cùng một sơ đồ khối. Mình đi nhánh nào trước thì nó sẽ có cấu trúc khác tí xíu. Ha, các bạn compare giúp thầy. Được không? Đó là cách viết khác